Thì thưa quý vị, các phong trào trên chính là những cái ngòi nổ để có việc biến Trung Cộng trở thành một cái Đông Châu lục quốc. Và dĩ nhiên, khi Trung Cộng bị xé tan thành nhiều mảnh, thì Việt Cộng, người em Úc ở hậu phương, chắc chắn không còn điểm tựa nữa. Và cái ngày tàn nó cũng sẽ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đó là về kinh tế và chính trị. Còn về xã hội Trung Cộng như thế nào? Người Việt, quốc hội nội và hải ngoại có nhiều cái khả năng để kết hợp với các NGO, các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực mưu sinh như là Oxfam ở tại Hồng Kông và Hà Nội. Một cái cơ quan phi chính phủ tranh đấu cho sự nghèo đói, cho sự bất công xã hội và môi trường để cùng nói lên tiếng nói chung để đánh động dư luận và lương tâm thế giới. Còn đứng về phía Việt Nam, chúng ta thấy được cái gì? Thì qua các nhận xét trên, quả thật chúng ta đã nhận diện được và thấy rất rõ về tình hình chính trị, kinh tế, thậm chí về văn hóa của Trung Cộng ở miền Bắc và đang tiệm tiến dần về miền Nam. Cái sự hiện diện của Trung Cộng ở cao nguyên Trung Phần hiện tại, đây là một cái chứng minh xác quyết cho cuốn sách quan hệ ngoại giao, quan hệ liên hệ giữa Việt Trung từ năm 1979. Cái chứng minh đó là ngày hôm nay đây, khi tiến chiếm cao nguyên Trung Phần Việt Nam có thể là một cái âm mưu chia cắt Bắc Nam thành hai vùng khác nhau, trong đó cao nguyên Trung Phần sẽ nằm trong dự tính sẽ là một vùng tự trị theo cái tinh thần của chính sách dân tộc bản địa, theo nghị quyết căn cứ theo nghị quyết của Liên Hợp Quốc Rights of Indigenous People ngày 29 tháng 6 năm 2006. Chính cái quyển sự thật đó thì ngày hôm nay chúng tôi lặp lại một lần nữa cái lời kết của cái quyển sự thật đó là nước Việt Nam phải là một nước không mạnh, bị chia cắt, không độc lập và lệ thuộc vào Trung Quốc. Biết rõ như vậy mà ngày nay Cộng sản Bắc Việt vẫn cam tâm cúi đầu chịu phục thuộc làm nô lệ cho Trung Cộng. Thì từ cái cung cách suy nghĩ trên, Trung Cộng sẽ biến Việt Nam thành hai vùng tự trị kinh tế khác nhau, trong đó hình thức tập trung kinh tế chỉ huy và lệ thuộc ảnh hưởng chính trị dành cho miền Bắc và miền Nam. Trung Cộng còn dè chừng sức đề kháng của dân miền Nam, do đó chưa thể mạnh tan vì có sự dòm ngó của thế giới bên ngoài. Thì thưa quý vị, chia được Việt Nam rồi, đối với miền Nam còn lại, Trung Cộng hiện đang lan tỏa về miền đất hứa, tìm tiến về miền đất hứa này bằng cách thuê mua đất đai, khai thác tài nguyên, khai thác sản phẩm. Và cái việc mất miền Nam chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu chúng ta tiếp tục dậm chân, tố cộng, biểu tình, ra kiến nghị, nghị quyết như suốt 37 năm qua, xin quý vị cùng với chúng tôi để làm một cuộc động não, để từ đó hy vọng chúng ta có thể làm được cái gì. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta có khoảng 15 phút để đặt câu hỏi cho tiến sĩ về đề tài Việt Nam môi trường. Xin mời anh. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Cảm ơn quý vị giáo sư cho tôi lần dịp lần thứ hai để đặt câu hỏi. Thì thưa giáo sư, cái vấn đề mà tàu Trung Quốc lấy cái cớ mà khai thác bô xít tại Việt Nam trên định nghĩa là đầu cơ đầu tư khai thác, thì cái nhận xét của tôi là người tàu họ lợi dụng cái khai thác bô xít tại Việt Nam, tức là họ cái ý thầm ý của họ là họ muốn chiếm đóng Việt Nam và lần hồi là sẽ biến Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc. Thưa giáo sư,
Thì theo giáo sư có cái phương cách nào tốt hoặc là cái chiến sách nào mà hay nhất để có thể tống cổ cái đoàn tàu trở về nước của chúng nó không, thưa giáo sư? Xin cảm ơn giáo sư. Dạ, cảm ơn anh. Cái câu hỏi đặt ra cho chúng tôi thì chính đó là câu hỏi cho chính cá nhân anh. Thì chúng tôi xin phân tích một vấn đề hết sức thời sự là năm 2001, giáo sư Gordon Chang sau khi Trung Cộng được gia nhập vào WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới, thì có viết một quyển sách là The Coming Collapse of China, sự sụp đổ sắp đến của Trung Cộng. Trong đó phân tích rằng trong vòng 10 năm nữa, nghĩa là năm 2011, năm 2012, Trung Cộng sẽ tan rã. Tan rã vì những lý do: cái mâu thuẫn giữa thành thị phát triển nhanh với nông thôn trì trệ, cái mâu thuẫn ở vùng duyên hải phát triển quá mạnh với cái vùng nội địa phát triển chậm và nghèo đói, cái mâu thuẫn giữa các dân tộc, nước Tàu không phải là một nước thống nhất, đại đa số là người Việt như Việt Nam của chúng ta, mà nước Tàu gồm những dân tộc khác nhau, và người Hán, một nhóm người Hán cai trị nước Tàu ngày hôm nay chỉ là một nhóm thiểu số nằm ở trong vùng thượng lưu của sông Hoàng Hà. Nếu tính ra cái diện tích của người Hán thì họ chỉ chiếm được diện tích khoảng là 800.000 cây số vuông, nghĩa là lớn hơn liên bang Việt Miên là một chút xíu mà thôi. Mà theo giáo sư Ngọc Long Trang, cái dân tộc mâu thuẫn giữa cái thế hệ tuổi trẻ am hiểu thế giới xung quanh với máy điện toán, với Twitter, với Facebook, với điện thoại cầm tay, so đối lại với cái cứng nhắc, cái bảo thủ của cái nhóm lạc hậu, nhóm lãnh đạo lạc hậu, cái mâu thuẫn giữa cái khối người theo pháp luân công với chế độ cảnh sát trị. Thì tháng 2 vừa qua, một phóng viên có phỏng vấn giáo sư Gò Đông Trang trên tạp chí Forbes để trả lời câu hỏi, thì hỏi cái dự tính của ông Trung Cộng sẽ sụp đổ vào năm 2011-12, ông có còn giữ không? Thì ông kết luận rằng: tôi khẳng định cái kết luận ấy và tôi thấy không có cái lý do nào để tôi từ bỏ kết luận 10 năm trước. Là thưa anh, khi Trung Cộng sụp đổ, khi Trung Cộng trở thành Đông Châu Việt Quốc, thì chắc chắn Việt Cộng, Cộng sản Hà Nội sẽ tự tan rã mà thôi. Sẽ chúng tôi xin lỗi ngược một người thứ hai là cô Nguyễn Dung. Dạ vâng, xin được trả lại với tiến sĩ Mai Thanh Triết. Nguyễn Dung có câu hỏi là: thưa tiến sĩ, có nhiều dư luận cho rằng là Việt Nam đã thực sự mất vào tay Trung Quốc, chỉ còn thời gian để Cộng sản Việt Nam đứng lên xác nhận cái điều này. Bởi vì có một số tỉnh ở phía Bắc đã có những cái việc chẳng hạn như là làm những cái đơn từ bằng tiếng Trung Cộng và bắt người dân Việt Nam phải học tiếng Trung Cộng. Vậy thì thưa tiến sĩ, điều này theo tiến sĩ Việt Nam đã mất hay chưa? Cảm ơn câu hỏi của Nguyên Dung. Tôi xin trả lời dứt khoát rằng Việt Nam đã mất Bắc Việt. Khi nãy chúng tôi muốn nói về cái cầu Bắc Lưng, nhưng chúng tôi muốn nói thêm về cái nô lệ của Bắc Việt suốt 9 tỉnh dọc theo biên giới. Tất cả, hầu hết đường xá đều mang tên tiếng Tàu và không có tiếng Việt, chứ không phải có tiếng Việt ở phần dưới. Và những hàng quán đều do người Tàu quản lý. Là hiện tại con đường xe lửa lớn nhất đã được khánh thành, đã được khai thác nối liền, đó là quốc lộ số 2 đường Côn Minh và Hà Nội Hải Phòng, quốc lộ số 1 nối Nam Ninh và Hà Nội. Con đường xe lửa này với cái đường rầy bán kính 1/2 là chỉ dành riêng cho
người Tàu mà thôi. Và Công Minh là gì? Công Minh là thủ phủ của Vân Nam. Vân Nam là một trong những xứ, một tỉnh lỵ, tỉnh bang phát triển lớn nhất và có cái thái độ cạnh tranh với trung ương, chính sách trung ương. Và chính tỉnh Vân Nam, đảng ủy Vân Nam đã ra lệnh học chương trình giáo dục bằng tiếng Vân Nam chứ không phải là tiếng Hán nữa. Đó là một trong những chỉ dấu mà chúng tôi thiết nghĩ rằng nước Tàu sẽ tách ra trong thời gian không xa. Và tôi hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của giáo sư Ngọc Long Trang. Tôi xin mời quý vị kế tiếp ạ. Dạ, tôi xin mời anh Phát. Mến chào quý vị và các bạn, thưa tiến sĩ Mai Thanh Chuyên. Tôi hy vọng cái câu hỏi đặt ra đây không ngoài lề. Như tiến sĩ đã nói là miền Bắc mình đã mất. Tôi biết ở trong này có một vài quý vị thuộc đảng, chẳng hạn như là tiến sĩ Văn Song không có mặt đây, tức là chủ tịch Đảng Đại Việt, cũng như có nhiều vị là Đảng Việt Tân, cũng như Liên Minh Dân Chủ. Câu hỏi của tôi là như thế này: khi mà Cộng sản Việt Nam sụp đổ, quý vị đã sẵn sàng điền vào chỗ trống với trường? Và khi nội các của quý vị có đại diện, có những đại diện của các đảng phái chân chính hay không? Tôi hy vọng rằng câu hỏi của tôi không có ra ngoài lề. Tại vì chúng ta không thể nào khi mà Cộng sản sụp đổ, chúng ta ở trong cái tình trạng gọi là còn rối ren và gọi là tan nát. Xin cảm ơn quý vị và các bạn, cũng như là cảm ơn tiến sĩ Mạc Thịnh Chất. Dạ, tôi xin mạng phép trả lời. Xin lỗi, tôi tên là Lưu Phát, tôi quên biết là tôi nói tên tôi chưa. Trong phần giới thiệu lúc đầu tiên của buổi hội thảo, chúng tôi xác định rõ ràng đây không phải là một việc làm của một nhóm, một hội, một đảng, đây là một tập hợp trí tuệ của mọi người. Và câu hỏi của anh Phát đặt ra, đảng không có tham vọng để cầm quyền. Chúng tôi xin mạn phép nói về cái đảng của chúng tôi. Chúng tôi nghĩ đảng chỉ là một cái phương tiện trong tất cả mọi phương tiện để cùng làm một công việc chung. Đối với, để trả lời câu hỏi của anh Phát, chúng tôi sinh hoạt trong cái hội khoa học và kỹ thuật trong suốt 22 năm qua. Chúng tôi nhìn tới cái vấn đề xã hội phát triển và môi trường của Việt Nam. Và chúng tôi đã đặt trọng tâm trong suốt 22 năm qua, chúng tôi đã đặt trọng tâm trong cái vấn đề, trong ba cái vấn đề chính. Đó là vấn đề giáo dục công cộng, vấn đề y tế công cộng, vấn đề giáo dục và vấn đề môi trường. Thiết nghĩ Việt Nam trong tương lai phải cần có sự cải sửa, đó là giáo dục, y tế và môi trường.